anh chị em và các bạn, xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là tối thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Trong cái video hôm nay, Nga xin chia sẻ cái vấn đề đó là cái tấm check stimulus check là $600 cho mỗi người lớn và cho một cặp vợ chồng có thai thuế thì $1,200. Theo như Bộ trưởng và ông Mnuchin, Steven Mnuchin, thì cái tấm check đó sẽ được chuyển đi tối nay là tối thứ ba ngày 29 tháng 12 tới cái tài khoản của quý vị, và sau đó là thứ tư. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây, và Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga, vì các kênh của Nga hiện tại quý vị là ít người đăng ký á, cho nên là Nga cảm ơn quý vị rất là nhiều, và nhấn like, nhấn share để lại lời comment ủng hộ kênh, Nga cảm ơn rất là nhiều. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết. Cập nhật cái tấm check là $600 sẽ đến trong một số, nha quý vị, một số tài khoản ngân hàng vào hôm thứ ba. Ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh Steven Mnuchin cho biết như vậy. Sau nhiều ngày lộn xộn thì Tổng thống Trump đã ký cái dự luật cứu trợ lần thứ hai là trị giá là $900 tỷ, và vào hôm là tối Chủ nhật, giống như hôm qua là quý vị biết rồi ha. Và giờ đây cái tấm check là trị giá là $600 sẽ là bắt đầu gửi vào tài khoản ngân hàng của người Mỹ vào là tối thứ ba này. Và cái tấm check mà thực tế là sẽ gửi qua cái đường bưu điện, tất nhiên là quý vị nào mà không có là direct deposit cho cái thông tin của ngân hàng đó quý vị, là người ta sẽ gửi qua đường bưu điện, là các quý vị sẽ nhận được cái tấm ngân phiếu vào thứ tư, là bắt đầu người ta sẽ là gửi đi, nếu như mà ai không có, trước đó không có cung cấp cái tài khoản ngân hàng cho bên bộ trưởng, cho bên kho bạc ha. Rồi, đó là theo cái thông tin chính thức từ ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố là Steven Mnuchin. Thông tin tiếp theo là ông Steven Mnuchin là cũng đã là tối hôm thứ ba này quý vị, là cũng đã là đăng trên cái tài khoản Twitter của ông. Ông cũng nói rằng là kho bạc sẽ gửi một cái thanh toán cho Cục Dự trữ Liên bang, và cái khoản thanh toán là sẽ bắt đầu đến cho tài khoản của quý vị sớm nhất là vào tối nay là thứ ba ngày 29 tháng 3 12 năm 2020, và sẽ tiếp tục là gửi vào tuần tới nha quý vị. Và ông Mnuchin cho biết thêm, những ai mà gửi cái nhận được cái nhận hoặc qua thư như là ngân phiếu á, là sẽ được là gửi ngày mai là ngày 30 tháng 12 thứ tư nha. Và trước đó thì ông cũng có nói rằng là cái gửi cái thanh toán mà gửi cái thanh toán là trực tiếp á, đến á, là sẽ là gửi vào bằng cái trực tiếp là vào tối nay, thì ông cũng nói cái phần đó thì Nga cũng chia sẻ rồi đó ha. Rồi, ông Mnuchin cũng nói thêm rằng là kho bạc và IRS đang làm việc với tốc độ nhanh chưa từng thấy để mà phát hành cái đợt thanh toán tác động kinh tế thứ hai này cho người Mỹ đủ điều kiện và gia đình của họ. Và những cái khoản thanh toán là một phần không thể thiếu trong cái cam kết của chúng tôi trong cái việc mà cung cấp các cái khoản là cứu trợ kinh tế quan trọng mà bổ sung cho người Mỹ trong cái thời gian là bị đại dịch khó khăn chưa từng có như thế này. Và các cái cá nhân á, thì sẽ nhận được cái khoản thanh toán tác động kinh tế là $600 và hoặc là $1,200 cho một cặp vợ chồng đã kết hôn, và là có $600 cho những là đứa trẻ, những đứa trẻ là những người mà phụ thuộc vào ba mẹ đó, những người có đủ điều kiện thì sẽ nhận được. Và lúc trước đó thì cái stimulus check lần thứ một đó là những cháu mà nhỏ đó phụ thuộc đó là chỉ 500 thôi, là quý vị biết rồi ha. Tại bây giờ là được 600 thêm 100 nữa, tất nhiên là được 600 trong cái khoản này. Và cái khoản thanh toán là được gửi tự động và cập nhật cái trạng thái là có sẵn trên cái thực tuyến, tất nhiên là trên cái trang của IRS đó quý vị, là quý vị cũng có thể vào đó mà quý vị sẽ là xem biết được là cái tình trạng cái tấm check của quý vị là đã được gửi đi chưa, hoặc là đang chuẩn bị gửi. Cho nên đó là nếu như mà quý vị nào á mà có thắc mắc gì thì cứ để lại cái lời nhắn bên cái dưới video, và Nga rất là hoan hỉ Nga vào để mà Nga chia sẻ cái đường link để mà quý vị, và Nga cũng cập nhật để cái đường link ngay dưới cái phần mô tả luôn. Và rồi quý vị vào đó rồi quý vị
xem cái phần của mình. Nhưng mà quý vị nào là cái tấm chắc lần thứ một đó là quý vị đã có cái thông tin ngân hàng rồi, thì quý vị là theo như là ông Bộ trưởng Bộ Tài chính là tối nay là sẽ được là chuyển vào ngân hàng. Dạ. Và còn những ai mà không có tài khoản ngân hàng, đã không có thông tin ngân hàng cung cấp cho kho bạc, thì sẽ là bắt đầu là ngày mai là thứ tư là bộ bên IRS sẽ gửi đi qua đường bưu điện cho quý vị ha. Và Nga cũng xin thưa thêm cái thông tin là thông báo được đưa ra khi mà Thượng viện là bắt đầu là xem xét một cái việc mà quý vị có biết, quý vị đã xem cái thông tin về là $2,000 á, dạ là đã bị là Thượng viện chặn lại rồi, cho nên là bây giờ làm cho nên là cuối cùng thì gửi cái phần là 600 này tới cho quý vị. Và tất nhiên đó là trong cái phần đó người ta cũng có chia sẻ là Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo bên Cộng hòa đã là yêu cầu Thượng viện kết hợp với cái điều khoản thanh toán với cái luật, là cái này là thông tin thêm nha quý vị. Dạ, với cái luật là hủy bỏ cái mục là 230 của cái đạo luật về khuôn phép trong cái thông tin mà năm đã là đưa vào là năm 1996, bảo vệ cho các công ty công nghệ là khỏi là phải chịu trách nhiệm về những gì mà người dùng đăng trên cái nền tảng của họ, nhưng là đăng trên cái mạng internet đó quý vị. Rồi Thượng viện cũng bắt đầu là quy trình bỏ phiếu tăng cái tấm chắc lên là $2,000 và bãi bỏ cái mục là 230 và bắt đầu điều tra về cái hành vi mà gian lận và cử tri. Và đó là Tổng thống cho biết trong một cái tuyên bố chính thức hôm Chủ nhật. Đó là cái thông tin trong ngày của cái phần là cái tấm chắc $600. Như vậy là cuối cùng thì cái tấm chắc cũng đã là cũng sẽ đang trên đường đến trong cái tài khoản những người có đủ điều kiện. Và sau đây thì Nga cũng xin chia sẻ một vài cái câu hỏi mà quý vị thường hay hỏi nhất. Câu hỏi đầu tiên mà Nga nhận được nhiều nhất đó là bây giờ là cái số tiền mà trong tài khoản thất nghiệp là đã bị khóa rồi, không có cho certify từ ngày 26 hoặc là 27 rồi, thì bây giờ làm sao? Dạ, những cái thông tin đó là bây giờ là hiện tại thì vì quý vị an tâm không sao hết, tại vì là bây giờ là dưới mỗi tiểu bang là đang chờ cái sự chỉ dẫn của Bộ Lao động sẽ làm như thế nào. Rồi lúc đó đó thực ra là người ta đang làm việc đó rồi. Và khi nào có thông tin chính thức thì Sở Lao động sẽ là hướng dẫn quý vị. Ví dụ như là ví dụ cái tuần này quý vị không có được certify thì là có thể thôi, nhưng mà Nga không có chắc chắn, nhưng mà tại vì mình cũng phải đợi từ cái thông tin từ Sở Lao động người ta chỉ dẫn cho quý vị ha. Cho nên là Nga cũng nghĩ rằng là có thể là ví dụ như là qua cái tuần này rồi, nhưng mà người ta vẫn mở cho cái tuần đó cho quý vị certify. Tại vì lúc trước á quý vị, lúc trước là cỡ khoảng tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì Nga cũng là giống như là các anh chị đó chia sẻ rất là nhiều, cho nên Nga cũng là giúp cho các anh chị đó, cho nên là Nga thấy cái tình trạng đó. Ví dụ như là cái tuần đó các anh chị chưa có certify được, nhưng mà khi vào thì người ta sẽ là mở lại cái tuần đó cho các anh chị, và Nga hy vọng như vậy. Nhưng mà quý vị sẽ là chờ cái hướng dẫn từ của tiểu bang, mỗi tiểu bang người ta đều có cái làm việc cái khác nhau. Bộ Lao động thì chung hết, và Bộ Lao động thì chung hết mọi cái Bộ Lao động đưa xuống thì coi như là cái thông tin là chung, nhưng mà từ Sở Lao động trở xuống thì bắt đầu là người ta có cái những cái cách làm việc riêng, thì người ta sẽ là thông báo cho quý vị, cho nên quý vị an tâm không sao hết ha. Rồi đó là cái câu hỏi, đó là nhiều nhất là số tiền, đó là cái câu hỏi nhiều nhất mà quý vị hỏi, đó là về số tiền thất nghiệp. Còn quay lại ký tấm chắc 600, nếu như mà quý vị đó là có hồi nãy Nga cũng có chia sẻ đó, quý vị có thể là lên online trực tuyến để mà cái phần mà quý vị vào cái trang của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ là IRS, thì quý vị sẽ là nhấn vào cái là Get My Payment, thì quý vị có thể kiểm tra xem thử cái tình trạng là đã vào tài khoản của quý vị chưa, hoặc là đang trên đường tới tới nhà, ví dụ vậy, là quý vị có thể là vào đó chúng gì chắc ha. Rồi cái phần kế tiếp đó là cái phần quý vị có hỏi về cái chương trình PPP có phải là của SBA không, thì Nga xin trả lời đó là đúng rồi. Dạ đúng rồi, thì SBA là cái chương trình mà người ta để mà giúp cho những cái cơ sở, những cái business là nhỏ đó quý vị. Rồi cái chương trình mà EIDL mà lúc trước mà quý vị được free là 1,000 đó ha,
Vậy bây giờ thì lúc trước là nếu như mà quý vị vay cái số tiền là PPP, số tiền là bảo vệ tiền lương và được miễn hoàn trả, ví dụ nha, ví dụ cho là 10.000 đi, còn cái số tiền là EIDL là quý vị được miễn là 1.000. Như vậy là khi mà quý vị nộp đơn cho cái chương trình PPP đó, lý chị để mà miễn hoàn trả đó, thì là quý vị là sẽ là bị trừ đi từ cái khoản mà quý vị đã nhận miễn phí bên là EIDL. Bây giờ cái chương trình này á, là cái lần hai này á, là quý vị không có bị trừ, đó là cái sự khác nhau. Nhưng mà chưa có là cái hướng dẫn là chính thức từ SBA nha quý vị. Cho nên người ta nói là hướng dẫn sẽ được ban hành sau. Cho nên là hôm qua các quý vị, một vài quý vị hỏi đó, thì Nga cũng chia sẻ như vậy á. Rồi, cái điều nữa đó là, một cái điều nữa, lần này á là không có bị trừ là một. Cái thứ hai nữa, người ta cũng có nói rằng nếu như mà lần một á quý vị đã bị trừ đi, thì bây giờ á, là quý vị có thể là nộp đơn để mà được lấy lại cái phần đó. Nhưng mà người ta cũng nói hướng dẫn sẽ được ban hành sau. Cho nên nó hiện tại trên cái trang SBA quý vị là chưa có thông tin chính thức nào. Nhưng mà cái này là chỉ truyền thông đưa tin, và cái trang rất là uy tín, cho nên là Nga xin chia sẻ đến quý vị như vậy á. Mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.